Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại kênh YouTube của Diệu MV chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2024 thì mới tiếp tục lên sóng và review cho bác những sản phẩm cửa hàng điện thoại Diệu MV trong ngày hôm nay các bác nhé Hôm nay thì rất nhiều hàng đã bán đi rồi và cũng có thêm một số những cái hàng bản Samsung Việt Nam mới về để phục vụ các bác. Bác nào là lần đầu tiên xem kênh của Diệu MV cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like video của các bác nhá. Mỗi một buổi tối thì em sẽ review một clip báo giá chi tiết tất cả những sản phẩm của bên em đang có. Bao nào thích trước nào thì các bác cọc tiền cho nó bên em ship hàng tận nơi cho các bác. Các bác nhận hàng được mở ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhá. Ok, bây giờ theo thứ tự lần lượt từ máy cao tiền và giảm dần xuống máy thấp tiền thì sản phẩm đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác. Sản phẩm đầu tiên chính là một con Galaxy Z Fold 5, một con Z Fold 5 các bác nhá. Anh em nào mà đang thích một con màn hình cập thì các bác quất ngay con Galaxy Z Fold 5 này cho em máy mới 98 đến 99 phần zin đèn đẹp 100 100 Galaxy Z Fold 5 3 cặp sau một đèn flash sạc nhanh loa kép các kiểu đầy đủ luôn máy này thì các bác sẽ được sở hữu cho em một quả màn hình chính 7,6 inch và một quả màn hình phụ của nó là 6,2 inch các bác nhá. Màn hình có thể gập vào như này này. Đấy, con này thì Z Fold 5 thì nếu mà các bác mà khi đã xác định mua cái dòng này thì các bác đã thì tìm hiểu về nó rồi. Z Fold 5 bây giờ nó chỉ thua mỗi con Z Fold 6 thôi các bác nhá vân tay thì bên cạnh này ba cằm sau cầm như này bình thường thì các bác đi lại nhiều đút quần áo nhiều ấy thì các bác cầm ở chế độ màn hình như này qua đây thì bản Hàn Quốc các bác sẽ dùng được là hai sim hai sóng nhá đấy bản Hàn Quốc này hai sim hai sóng ram của nó là hai sim hai sóng này Z Fold 5 này ram thì là 12 hai g và bộ trong năm trăm mười hai Galaxy Z Fold 5 này thì các bác buổi tối các bác làm xem phim các kiểu thì cực kỳ ok rồi đấy, các bác xem phim các bác nhìn cái màn hình nó to chưa kích thước màn hình của nó 7,6 inch. Đấy, các bác xem phim tuyệt vời luôn Trong các bác nhé. Các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2024. Đấy, các bác nhìn, nhìn dòng Đấy, đấy buổi tối anh em 10. làm xem review của Jio MV. Đấy, thì nó rất là đơn giản thế, màn hình to, xem phim nước sướng các bác nhé. Z Fold 5 nó là một con hàng flagship và lúc ra mắt của nó gần 50 triệu. Bây giờ thì Jio MV đang bán cho các bác cây này với cái giá là 19 triệu 800 nghìn các bác nhé. 19 triệu 800 nghìn một con Galaxy Z Fold 5 màu xanh Phiên bản này là phiên bản Hàn Quốc 2 SIM 512GB, máy mới 98 đến 99%. Sản phẩm tiếp theo giới thiệu bác thì chính là cái siêu phẩm S23 Ultra. Ngày hôm nay thì S23 Ultra nó nhiều vô số luôn các bác nhá. 23 Ultra về được à phiên bản Hàn Quốc và phiên bản Hàn Quốc là phiên bản cao cấp nhất trên tất cả các phiên bản mà hiện tại thì Galaxy Z Fold 3. Đấy và cấu hình của à sorry các bác. Galaxy S23 Ultra phiên bản 512GB và phiên bản 256GB. Đấy 512GB thì hiện tại em đang có 2 chiếc một chiếc màu xanh quân đội và một chiếc màu trắng ngọc tờ rinh màu trắng ngọc tờ rinh thì hàng A đẹp 99% Còn màu xanh quân đội hàng A trừ thì nó phe phải siêu nhẹ các bạn nhé Và giá thì chênh nhau cũng vài trăm nghìn Đấy, một con máy chênh nhau vài trăm chỉ vì vài vết xước là cái chuyện bình thường luôn Đây, Galaxy S23 Ultra, một cái cực phẩm của họ nhà Samsung các bạn nhé Đấy, tầm cỡ này thì dùng 23 Ultra cầm con này trên tay thì cực kỳ sướng Đấy, Các bạn nhìn quả màn hình của nó phê chưa Kích thước màn hình của này rộng 6,8 inch ca cộng hạ 120 hạt mà mình cong tràn viền các bác nhá. có này thì màn hình của nó công nhẹ nên cảm giác cầm lắm của nó cực kỳ sướng luôn. Và cái cây trước mặt các bác đây là cây hàng 99%. Đấy, cái này hiện tại giá được bán cho các bác nó là hàng A trừ 512g à, nó là hàng A 512g máy mới 99 và độ nguyên zin nguyên bản thì là 100 các bác cái này giá hiện tại là 17 ,2 triệu 2 đấy các bác nhìn này 17 triệu 2 S23 Ultra loa kép sạc nhanh chip 8 gen 2 pin 45.000 ra 12 512 GB thì các bác lưu làm sao mà hết được. Hiện tại thì Galaxy S23 Ultra 512 GB, 17 triệu 2 đối với cây số 9 này. Cây số 8 16 triệu 8. 16 triệu 8 bản 512 g thì em bán gọi là ngang mấy phiên bản 256 g được các bác nhá. 16 triệu 8 S23 Ultra cây số 8 này. Đấy, cây này thì hình thức cũng rất là mới luôn, gọi là có một cái góc nó hơi phẩy siêu nhẹ không đáng kể. Thì cây này giá cho các bác là 16 triệu 8 một cái siêu phẩm S23 Ultra một cực phẩm đang có mặt tại Rio Amvi màu xanh quân đội rất đẹp các bạn nhá. Hai ba trà số 8 16 triệu 8 này. Còn ngoài ra thì em còn mới về rất nhiều phiên bản S23 trà. Phiên bản Hàn Quốc loanh quanh 16 triệu 3. 16 triệu 3 nó là hàng A A thì hình thức của nó được tầm 98% các bạn nhá. A thì 98%. Phiên bản 256 GB. Hôm nay thì giá rất tốt luôn các bạn nhìn chưa? 16 triệu 300k là các bác đã được sở hữu một con Galaxy S23 Ultra hàng A trừ đẹp tầm 98 phần nguyên zin nguyên toản 100 trăm tất cả các chức năng hoạt động ok siêu lướt luôn các bạn nhá hàng zin nguyên bản luôn những cái con này về bản thân em em nhập em kiểm tra rất là kỹ luôn các chức năng test loa lành loa, loa sóng sánh các thể loại màn hình đủ thể loại luôn các bạn nhá thế thì bên em đã quay và review cho bác con này là S23 Ultra một trong các máy đợt này em về khá là nhiều Màu trắng thì là về nhiều màu trắng các bạn Màu trắng nhiều Màu xanh thì lại quanh đi của tại có vài chiếc thôi Đấy thì phiên bản 256G thì là hàng A trừ là 16 triệu 3 98% Còn ngoài ra thì có những con hàng A xem nào Đây có một con hàng A 16 triệu 8 Con này thì hàng A này thì đẹp tầm 99% các bạn nhé 99% Màu trắng ngọc tờ rinh 99% Hàng A 16 triệu 800k Tặng đầy đủ cho bác sạc cắp ốp lưng giá mình Samsung S23 Ultra phiên bản Hàn Quốc 256GB và 512GB mà bên em vừa giới thiệu cho bác nha các nhá khá là nhiều luôn ngoài ra thì có cả màu đen đấy có màu trắng màu đen màu xanh nói chung là hàng a 16 triệu ba này thì màu trắng màu đen và màu xanh đầy đủ ba màu đấy các bác nhìn chưa đấy. hàng a trừ các bác nhá a trừ trắng đen xanh đầy đủ ba màu để cho các bác lựa chọn tặng đầy đủ sạc cáp ốp đưng giá màn hình ba màu bác nào thích màu nào thì anh em vào việc vào đấy các bác nhá hình thức thì nói nói chung là hàng tầm 98 mọi chức năng ok máy nguyên zin nguyên bản 100 trăm Samsung Galaxy S 23 Ultra sản phẩm tiếp theo thấp tiền hơn thì chính là S 22 Ultra 22 Ultra thì em em đang có cả phiên bản Hàn Quốc và phiên bản của Mỹ nếu bác nào mà dùng hai sim thì các bác lựa chọn bản Mỹ còn nếu bác nào dùng một sim thì các bác lựa chọn bản Hàn Quốc hai sim thì chơi giới thiệu bác em còn hai cây Galaxy S 22 Ultra phiên bản một chai 8 g hôm nay thì còn có đúng hai chiếc thôi hôm trước thì bốn năm cái thì đã bán hết rồi ngày hôm qua em bán ba cái Galaxy S22 Ultra màu đỏ này có nhầm và bên em thì ngày hôm nay ngày 19 tháng 8 thì còn có đúng hai chiếc 128 g có này thì máy mới nét nè nè, nè, nè nguyên siêu viền đi đông dưới bóng tất cả các chức năng hoạt động ok đấy tất cả các chức năng ok hết có bút S Pen có loa kép có sẵn nhanh các bạn nhé có này thì hàng hết nước chấm rồi màn hình của nó thì rộng 6,5 8 inch, 2 k cộng và 120 ạc màn hình cong tràn viền các bác nhá. Thiết kế đẹp, camera room 100x này. Đấy, thiết kế cực kỳ ok luôn. Màu đỏ mận thì trai gái đều dùng ok. Và cái màu này cầm rất sướng các bác nhá. Con này thì hai sim hai sóng và hỗ trợ cho các bác là 5G, pin 5000, RAM thì là 8 1 8 GB. Một con hàng flagship và giá chỉ như một con hàng tầm trung thôi. Giá thì thời điểm này em đang bán cho các bác cây này là hiện tại giá đang là à, giá cây này là 10 triệu chín các bác nhá trong cái giá này thì bên em sẽ bao gồm cho các bác sạc cáp này ốp lưng này dán màn hình đầy đủ Đấy, Samsung Galaxy uh, S 22 Ultra phiên bản này là phiên bản của Mỹ Đấy, S 22 cho bản Mỹ các bác nhá tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp ốp lưng dán màn hình Đấy, các bác chỉ việc cắm sim mà dùng thôi hiện tại thì bản Mỹ em còn đúng cái phiên bản một chai tám g thôi đợt này thì cái phiên bản năm trăm hai đang hết hàng và nó đang khan hàng các bạn không có hàng thì về luôn các bác nhá Đợt này thì 512 g hết sạch luôn. Đợt trước thì nhiều vô số nhưng đợt này thì cái 512 g là, là gọi là coi như hết sạch rồi. Đấy, không còn một chiếc nào nữa. Ngoài ra thì S22 trai có cả lô hàng phiên bản của Hàn Quốc. Lô hàng bản Hàn Quốc thì loanh quanh có hơn 10 triệu là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi. Loanh quanh từ 10 triệu 2 cho đến 10 triệu 8 là các bác đã được sở hữu một chiếc Galaxy S22 Ultra 512 g và 256 g phiên bản Hàn Quốc các nhá. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về cái cấu hình của thằng Hàn Quốc này. Bản Hàn Quốc thì nó về cơ bản nó dùng là một sim nhưng mà ngược lại thì cái bộ trong của nó ít nhất là 256 GB và RAM của nó là thấp nhất là 12 GB RAM coi nha, không có RAM RAM 8 đâu. Đấy, bản Hàn Quốc, ví dụ như cây mà trước mặt các bác đây là 10 triệu rưỡi, cây số 4. Camera 100x này, đấy, pin 5000 này, RAM 12 GB, bộ trong là 256 GB, chip 8 gen 1, pin 5000, một sim bản Hàn Quốc, RAM 12 GB thì các bác biết rồi, lưu chữ tẹt luôn các bác nhá. Có hỗ trợ 5G, ghiêm của gọi đầy đủ luôn, pin 5000. Cái này giá hiện tại cây này là 10 triệu rưỡi Hình thức máy thì em đánh giá nó tầm 97-98% Các bạn nhìn chưa Đấy nếu mà có phẩy thì cũng gọi là Chỉ một hai những cái vết bằng cái lông tơ con kiến ở trên viền này thôi Cái này thì không thể tránh được các bạn nhé Một con hàng siêu lướt thì không thể tránh được những cái vết Phe phẩy bé xíu như thế Đấy ok Nó phải gọi là cấn một tí xíu gọi là không đáng kể các bạn nhé Đấy, thì gọi là phe phải còn tổng quát thì máy còn rất là đẹp tầm 97 98 phần trăm mọi chức năng hoạt động ok có nhìn chưa thì những cây này là 10 triệu rưỡi các bác nhá. Cây số 4 màu xanh cực kỳ đẹp này các bác nhá. Rồi có một cây 512 g cái này thì 10 ,8 triệu 8. Đấy, 10 ,8 triệu 8 này thì uh, hình thức của nó cũng như cây lúc nãy, tầm 97%. cây này 512 g các bác nhá. Nhưng mà em để giá gọi là bằng phiên bản 256 g luôn. Con này ra 12 512 g Đấy, chip thì 8 k 1, Một chip bản Hàn Quốc màu trắng ngọc tờ ring. Cây này 10 ,8 triệu 8 này. Rồi có một cây số 3, 10 triệu 8 tiếp theo cây là 256 ghi Nhưng cây này nó là hàng A trừ của nhá Hàng A trừ thì tầm 98% Đấy các bạn nhìn được 10 triệu 8 Gần như được viền vùng các kiểu của nó tương đối đẹp này Các bạn nhìn viền đẹp chưa Đấy thì con này là màu xanh 10 triệu 8 tặng đầy đủ cho bác sạc cáp ốp đưng dán màn hình Đấy, loanh quanh trong phân khúc hơn 10 củ là các bác đã được sở hữu một con S22 Ultra phiên bản Hàn Quốc rồi bản Hàn Quốc này thì cái bộ bên trong là 256 ra 12 và có hỗ trợ game của gọi đồng thời các bác cây màu xanh tiếp theo hôm nay về toàn màu xanh đẹp các bạn cái màu xanh này lâu lắm rồi về được cái lô hàng màu xanh nhiều như này cây này có 10 triệu hai thôi thì đương nhiên là viền của nó sẽ xước hơn cây 10 triệu tám rồi các bác nhá đây các bác nhìn này Đấy, viền của nó sẽ lấm tấm xước như này như thực tế thì các bác dùng ốp lưng thì nó cũng vậy thôi bên trên thì ok này bên trên thì tương đối là đẹp này Đấy, à, bên hông này thì cũng tương đối này gọi là hơi phải nhẹ một tí các bác nhá 10 triệu hai hai trăm năm sáu cây số 5 rồi có một cây màu đỏ mận tình trạng như nào giá cả bao nhiêu là trên clip đã báo hết luôn không có úp mở gì hết các bác nhá các chức năng đã bao phun cho bác Cây S2 Ultra là 256GB, cây này 10 triệu 8, 8 này, cây hàng A trừ, A trừ thì nó tầm 98%, còn hàng A thì tầm 99% các bác nhá. Đấy coi nhìn chưa? Viên vùng các kiểu ok đẹp. Nói chung là hàng A trừ này cũng rất là ok rồi, gọi gần như một con hàng siêu lướt rồi các bác nhá. Con này giá hiện tại là 10 triệu 8. Đấy thì vừa xong em đã giới thiệu nhanh cho các bác một cái lô hàng S22 tra, S23 tra phiên bản Hàn Quốc và phiên bản có Mỹ. Đấy thì anh em nào mà chốt chiếc nào thì các bác cứ nhắn tin Zalo để đặt hàng các bác nhá. Đấy, thì một ngày em gửi rất là nhiều tình trạng cứ như nào để em báo rõ trên clip luôn các bác xem clip thích chiếc nào anh em vào việc của bác nào mua mua hàng của độ MP rồi thì cho em xin ý kiến ở dưới nha các bác nhá OK sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho các bác một cái dòng sản phẩm S21 Ultra 21 Ultra thì em còn có vài chiếc thôi đây lô hàng S21 Ultra Đấy, màu đen màu trắng bạc phải nói các bác đây là những cây máy tuyển chọn đẹp 99,69% lét nè đẹp luôn và trong cái phân khúc từ 8 đến 9 củ ấy, thì nó là số 2 thì chắc chẳng có là dám nhận là số 1 đâu Đấy, camera 100x này cầm đầm tay chắc chắn các bạn nhé màn hình thì cong tràn viền 6,8 inch 2 k cộng và 120 ạ đây khi để cái miếng đi đông này trông nó rõm như này thôi nhưng mà khi mà lột ra các bạn nhìn này Đấy, nó phê lắm các bạn nhé không đùa được đâu các bạn nhìn chưa đẹp chưa màn hình của nó là màn hình 2 k cộng thì không thể đùa được màn hình của nó độ phân giải màn hình 2 k cộng đấy các bạn nhìn màu sắc này Sáng trưng luôn đẹp trong veo tấm nền cực kỳ phê luôn các bác nhá. Con này thì đồ, độ mượt của em nó thì người tôi gọi là mướt mượt rồi. Đấy tất cả các chức năng hoạt động ok, 2 SIM 2 sóng này, RAM 12GB này có hỗ trợ 5G để pin 5000 này. Nói chung là dòng 21 Ultra này là một trong những dòng máy rất hay. Giá thì em đang bán cho các bác, dòng này là đang bán cho các bác là 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 10 à 8,8 triệu 8 các bác nhá. 8,8 triệu 8, tặng đầy đủ cho bác sạc cáp này, ốp lưng và dán màn hình. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G phiên bản của Mỹ màu đen và màu bạc tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp ốc lưng và giá màn hình S21 Ultra màu đen và màu bạc này hàng mới 99 phần trăm giá cho các bác là 8, ,8 triệu 8 các bác nhé tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp ốc lưng và giá màn hình ngoài ra thì S21 Ultra em có vài cây phiên bản của Việt Nam nếu bác nào mà dùng một sim thì các bác lựa chọn cho em là phiên bản Việt Nam nhưng mà bộ trong của nó sẽ là 256g một cây màu đen và một cây màu bạc bản Việt Nam Đấy, dung lượng của nó là 256GB, RAM 12GB, camera vẫn 100X như bình thường, màn hình cũng 6.8 inch, 2K cộng 120Hz như bình thường các bác nhá. Đấy, cây trước mặt các bác đây là một cây hàng 98% màu bạc này. Cái màu bạc này nhìn cực kỳ sang trọng các bác nhá. Cây này thấy bị một cái vết gọi là phẩy phẩy nhẹ một tí chỗ này thôi. Còn lại thì máy kem nhìn tương đối là đẹp, tầm 98%. Nói chung một con hàng siêu lướt các bác nhá. Con này thì các bác sẽ được sở hữu cho em là một sim bản Hàn Quốc có hỗ trợ 5G, pin 4 pin 5000 RAM 12 GB và bộ trong là 256 GB. Đấy, chip Exynos 2100 và có hỗ trợ game của gọi đồng thời. Một cây 7 triệu 8 thì cây này hình thức của nó đương nhiên là nó sẽ xước hơn rồi. Đấy, 7 triệu 8 các bác nhá. Đây các bác nhìn viền nó sẽ hơi có những cái vết hàn này. Đấy, vết hằn ở trên viền này các bác nhìn này. Đấy, cái vết hàn do theo thời gian trên viền thì cây này được 7 triệu 8, 8 này. Còn cái cây này thì trông nó long lanh long lánh hơn thì là 8 triệu 5. Đấy thì uh, Galaxy S24 Ultra. Hiện tại em đang có bản Hàn và bản Mỹ. Bản Hàn thì một sim nhưng mà 256 GB còn bản Mỹ thì hai sim nhưng một chai 8 GB bản Mỹ thì mới cứng cựa 99,69% các bạn nhá. Và một cái sản phẩm tiếp theo không thể nào mà quên được. Hôm nay em mới về Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Hôm nay mới về được cái siêu phẩm Note 20 Ultra phiên bản Samsung Việt Nam. Hôm nay về được vài chiếc phiên bản Samsung Việt Nam. Máy mới 98 đến 99% các bạn nhá. Hôm nay lại còn bản Việt Nam, lại còn lại về cái bản 5G, lại còn về bản RAM 12 GB. Đấy, bình thường thì em chỉ về là bản Việt Nam ấy, RAM 8 256GB thôi. Nhưng hôm nay lại RAM 12 256GB. Vậy có hỗ trợ 5G. Đấy, về được hai cây một chiếc màu đồng và một chiếc màu một chiếc màu đồng và một chiếc màu đen. Người, tôi gọi là đồng đen đấy các bác nhá. Đồng đen là đương nhiên là rất là quý rồi. Qua này thì uh, máy mới nguyên siêu à không siêu, qua này chỉ gọi là siêu lướt thôi. Đấy, con này siêu lướt 98 99% các bác nhá. Các bác nhìn đẹp chưa? 98 đến 99% tất cả các chức năng hoạt động ok hai chiếc phiên bản Samsung Việt Nam hôm nay em mới có mặt tại shop Zidoo con này thì các bác sẽ được sở hữu một con máy rất đẹp nói chung về cái thiết kế của thằng lốt này thì phải nói là đẳng cấp luôn các bác nhá màn hình của nó là màn hình 6, 9 inch 2 k cộng 120 trăm màn hình cong tràn viền này hai sim hai sóng hỗ trợ 5 g các bác nhìn chưa có hỗ trợ 5 g luôn và bản Samsung Việt Nam này l 986 b b là mã Việt Nam ds là đuôi sim hai email là hai sim con này hai sim vật lý các bác nhá hai sim vật lý ghiêm của gọi có hỗ trợ 5G RAM 12 256GB là phiên bản cao cấp nhất trên tất cả các phiên bản Đấy các bạn nhé Phiên bản cao cấp nhất trên tất cả các phiên bản Không phiên bản nào cao cấp bằng Con này vừa bộ trong 256GB Vừa dùng 2 sim vật lý Vừa có hỗ trợ ghiêm của gọi Nếu bác nào mà cần tìm một con bộ trong nhiều 2 sim vật lý ghiêm của gọi Mà hình thức đẹp Quất ngay luôn các bạn nhé 2 cây bản 5G RAM 12GB Giá 8 triệu 8, 8 tặng đầy đủ cho bác sạc cáp ốp lưng giám mình hai cây này đều là bản 5g ra 12 bộ trong là 256 có nhá là ra 12 256 ghi này thì một cây màu đồng và một cây màu đen giá 8 triệu 8 hàng 98 đến 99 phần trăm còn ngoài ra bản Việt Nam thì em cũng có về cái phiên bản giam 8 8256 ghi và không có ghi của gọi à không có 5g thì cây này là bản như bình thường mọi lần em đang hay bán đây cũng tầm 99 phần trăm một con hàng siêu lướt luôn các nhá một con hàng siêu lướt luôn con này hiện tại giá mình bán cho các bác là 8 triệu 500 000 Rẻ hơn 300 000 so với đời kia Rẻ hơn 300 000 thì nó sẽ như thế nào Về thiết kế bên ngoài thì nó chả khác nhau rồi Đấy, có một cái bộ trong là gian 8 này Đấy, 2 năm ghi là như nhau Cũng dùng được hai sinh vật lý và ghiêm của gọi các bác nhé Và con này nó không có hỗ trợ 5G Đấy, thì một con bản 4G này em đang bán cho các bác là 8 triệu rưỡi Tặng đầy đủ cho bác sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình còn ngoài ra thì các bác đừng quên một cái lô hàng phiên bản của Mỹ. Bản của Mỹ thì em vẫn đang có sẵn rất nhiều hàng Bản của Mỹ để phục vụ các bác Bản Mỹ hàng mới cứng 99,69% Vẫn còn rất nhiều các bác nhá Màu đồng và màu đen Đấy, Đồng và đen Hiện tại thì lốt 20 chủ yếu nó sản xuất hai màu này chính rồi Màu đồng này Đấy, Màu đồng và màu đen Rất đẹp luôn các bác nhá Camera 50X này Đấy, độ phân giải 108 mp mà mình cong tràn viền 2K cộng 120 mạc Hôm qua có mấy cây em bán vợ rồi Hôm nay cây này cây mới nên nó chưa có pin các bạn qua các mấy cây thì các bác qua cửa hàng lấy ngày hôm qua để bán cái mã Galaxy Note 20 Ultra này khá nhiều đấy, các bác ủng hộ khá nhiều cái mã này mã này nói chung là đẹp trong tầm tiền hơn 8 triệu các bác đi mua mấy con hàng A làm gì trong khi quất một con Note 20 Ultra nó đẹp như này màn hình cong tràn viền để bút S Pen loa kép sạc nhanh máy thì cũng đẹp như một chiếc máy mới các bác nhá giá 8 triệu rưỡi tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng giá màn hình sản phẩm tiếp theo thấp tiền hơn thì em giới thiệu cho bác chính là S22 Plus phiên bản của Hàn Quốc 22 Plus bản Hàn Quốc em con đang có hai cây màu hồng vàng Đấy, màu hồng pha vàng nó gần giống màu gold ngày xưa các bạn Nó hồng nó cũng trả ra hồng mà vàng nó cũng trả ra vàng Nó kiểu hồng hồng vàng vàng nhạt nhạt này giống màu gôn các bạn nhá Nhìn con này cũng khá hay mắt đẹp Nói chung là con này thì trai gái em thấy là dù đều, đều dùng ok Máy thì mới 98% siêu lướt các bạn nhá Đẹp siêu lướt là 98% tất cả các chức năng hoạt động ok Đấy, Lét lẹt lẹt chưa các bạn Con này thì uh, cầm vuông vắn đầm tay chắc chắn các bạn nhá RAM thì là 8 GB và bộ trong là 256 GB, chip 8 Gen 1 màn hình phẳng tràn viền 6.6 inch. Đấy pin 4500, camera đẹp, thiết kế hiện đại, 98% zin đét đẹp, đẹp luôn. Hai con phiên bản màu hồng này em đang bán cho các bác là 7 triệu rưỡi các bác nhá. 7 triệu 500 000 tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng dán màn hình. Ngoài ra thì em còn một cây màu xanh. Bản Hàn Quốc có một cây màu xanh thì cây này viền của nó hơi phẩy một tí này. Đấy, viền của nó hơi phe phẩy hằn nhẹ một chút theo thời gian. Còn lại thì chả có làm sao hết. Máy zin nguyên bản từ A đến Á các bác nhá. 7 triệu rưỡi. Cây số 7. Ngoài ra thì em còn lại phiên bản của Mỹ. Nếu bác nào mà cần dùng hai sim thì các bác quất ngay cho em bản Mỹ này cho em. Hai sim hai sóng này. Đấy, bản Mỹ thì dùng được hai sim, hai sóng máy mới tầm 99% nguyên siêu viền đi đồng các bác nhá. Hôm nay thì bản Mỹ em còn đúng hai chiếc này thôi. Con này thì hiện tại giá em đang bán cho các bác là 7 triệu 500 000 Phiên bản của Mỹ hai sim hai sóng màn hình 6,3 inch. À đây còn một cây có pin, tưởng hai cây tưởng hai cháu nó hết pin rồi. Android 14 tận lóc luôn các bác nhá. Cái này các bác có thể cập nhật OTA nên thoải mái luôn. Con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 7 triệu rưỡi. Đấy, phiên bản của Mỹ 2 sim 7 triệu rưỡi. Sản phẩm tiếp theo giới thiệu các bác trong cái tầm tiền hơn 6 cổ đi. Hơn 6 cổ thì S22 Plus rồi thì giới thiệu các bác S22 nhỏ. 22 nhỏ thì hiện tại em chỉ còn lại là màu tím và màu vàng gold, màu vào vàng hồng này các bác Màu tím và màu vàng hồng hai màu cực kỳ đẹp luôn các bác nhìn nhã nhặn chưa các bác. Hai cái màu phải nói là nó sản xuất cái màu này không bị bám vân tay các bác nhá vân tay anh em nào mà có dính mồ hôi các kiểu ấy thì sờ lên đây thoải mái luôn đấy, không bị bám vân tay tay của em thì nó dạng gọi là tay không có mồ hôi nhưng mà nhiều bác tay mồ hôi nhá sờ đây nó dính nhem nhép ra máy ấy, cực kỳ kinh luôn nhưng mà các bác dùng con này thì yên tâm đấy sờ lên này tay các bác này có dính cái gì đi chăng nữa thì các bác sờ đây thì nó cũng không dính đâu các bác nhá đấy, nó có người gọi là không bám vân tay đấy là một cả một cái công nghệ đấy chứ không phải đơn giản chỉ là cái lớp kính đâu lớp kính sờ lên có mà vân tay bám đầy luôn nhưng con này không bám vân tay Đấy, camera 360 cam sau đèn flash này, sạc nhanh loa kép các kiểu đầy đủ luôn. Máy màn hình nhỏ gọn xinh xinh, cấu hình cao 256 GB, chip 8G1, gian 8 gen 1, RAM 8, một sim bản Hàn Quốc có hỗ trợ 5G. Một con S2 nhỏ, thiết kế đẹp, cấu hình cao, màu tím mộng mơ và màu hồng lam tính. Giá hiện tại đang bán cho các bác là 6 triệu 3. Trong cái giá này bao gồm đầy đủ sạc cáp, ốp đựng và dán màn hình các bác nhá. Và sản phẩm tiếp theo chính là S21 Plus, phiên bản này là phiên bản của Mỹ. Mỹ hàng đẹp em còn hai chiếc bản của Mỹ hàng 99% em còn hai cái hàng đẹp 6 triệu ba qua này các bác sẽ dùng được là hai sim hai sóng giam uh, 8 gb có hỗ trợ 5G ghiêm uh, ghiêm của gọi không có nhé có hỗ trợ 5G để pin 4800 này hiện tại giá đang là 6 triệu ba lô hàng này em có đúng có hai chiếc này thôi ấy thì 6 triệu ba tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng giá màn hình S21 Plus bản Mỹ Ngoài ra thì S21 Plus bản Mỹ thì em có một cây này thì trước đây đã bán cho bác cũng là hàng mới cứng cựa Hồi, bây giờ thì em thấy nó tầm cũng mới 98 đến 99 phần trăm thì cây này em bán cho các bác với cái giá là 5 6 triệu 2 các bác nhá một con hàng cũng mới cứng cựa luôn Nói chung là viền vàng lưng tím khá đẹp con này 6 triệu 2 một con không quy số bác nhá, còn cái bản Mỹ ở à đây còn một con 5, ,5 triệu rưỡi nữa này con này thì chất lượng máy được tầm 95 đến 6 phần trăm viền nó hơi xấu Đấy thì bán thành lý 5, 5 triệu rưỡi rồi màu đen này rất khó quay các bạn màu đen này rất khó nhìn luôn nó bóng bóng này các bạn nhá. Màn hình thì sáng trưng, đẹp trong veo, không ám mố, không nhiều ảnh gì, tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Cây Galaxy S21 Plus bản Mỹ 5 triệu rưỡi. Ngoài ra thì em sẽ giới thiệu bác những dòng máy trong cái tầm tiền mà hơn năm cổ các anh em. Hơn năm cổ thì sản phẩm đầu tiên em giới thiệu bác chính là một cái lô hàng S21 FE em mới về. Bản Samsung Việt Nam 2 sim vật lý, ghim của gọi S21 FE máy mới 99% nguyên siêu viền này các bác nhìn thôi. Các bác nhìn chưa? Nguyên siêu viền đi đâu các bác nhá đẹp 99% bản Samsung Việt Nam này các bác sẽ dùng được hai sim vật lý Ghiêm của cục ngoại hai cây màu đen là bản RAM 6 bản RAM 6g còn cái cây màu trắng là bản RAM 8g nghĩa là 6 trên một chai 8g đấy các bác nhá hai sim vật lý Ghiêm của cục ngoại pin 4500 màn hình thì cho các bác ngồi ngắm cả ngày không một tí vết không ám mố không lưu ảnh và tất cả các chức năng hoạt động bình thường đấy Galaxy S21 FE 2 c 6 này đấy email của nó 0010 nhìn rất đẹp đúng không nhé có này thì pin của nó sẽ là dung lượng pin hình như 4 này Đấy, RAM thì là 6GB và bộ trong là 128GB Màn hình thì 6, uh, con này khoảng 6,5-6,6 inch như đấy Và tần số quét của nó lên tới 120 hz hai sim vật lý các bác nhé Nghĩa là các bác cắm hai sim vật lý và không cần e sim siếc gì cả Là các bác chỉ việc dùng thôi Thì hai con màu đen đang có giá là 5, ,5 triệu rưỡi một chiếc S21 FE bản Việt Nam 5, ,5 triệu rưỡi này Ngoài ra thì có con S21 FE bản Việt Nam Nhưng mà gian 8 hôm 8GB Cây này cũng 99% 5 ,7 triệu 7 các bác nhé Đắt hơn 200 cái cây này thì màu ram tám g nguyên siêu viền đi đông dưới bóng đẹp keng luôn 5 triệu bảy này còn nếu bác nào mà thích gọi là mỹ thì các bác chơi bản mỹ cho em s 21 mươi mỹ 99% giá 5 triệu rưỡi đấy thì uh, bản Mỹ này nó hơn cái bản Việt cái là nó dùng được hai sim nhưng mà cái chip của nó là chip slap 888 còn chip cực kỳ mạnh và hiệu năng luôn các bác nhé đấy thì anh em nào mà thích dòng nào thì các bác vào việc vào đấy à con này cũng hai sim vật lý này bản Mỹ mà lại dùng được hai sim vật lý luôn các bác nhé Đấy, con này cũng bản Mỹ nhưng nó hay sim vật lý xem con này là một eSIM hay sim vật lý đây. Đấy, bản Mỹ này hay thế đấy các bạn. Ôi đây này, bản Mỹ bình thường toàn eSIM thì con này lại chơi cho hai sim vật lý mi ác này coi nha Giờ mới để ý, hai con này hai sim vật lý giống hệt bản Việt Nam mà chip của nó lại là chip quan con sờ là 888 con chip cực kỳ mạnh luôn thì giá hiện tại em đang bán cho các bác cây này là 5 triệu rưỡi tặng đầy đủ sa cáp ôm lưng giám màn hình và trong cái tầm tiền hơn 5 triệu em giới thiệu với các bác không thể nào mà các bác quên được một cái dòng Chính là dòng Galaxy Note 25G Note 25G hàng Mỹ đẹp keng Em còn hai màu này thôi một à, Còn hai chiếc này thôi hai chiếc phiên bản Mỹ màu màu xanh ngọc các bác nhé Hôm trước một vốc luôn dài đến tận đây để các bác này một vốc Galaxy Note 20 này Hôm nay anh em nào nếu theo dõi clip như em thường xuyên thì các bác biết Hôm nay còn đúng hai chiếc này thôi Là các bác biết tốc độ bán như em sau mấy ngày nó khủng khiếp như nào các bác nhé một vốc dài như thế này Mấy chục chiếc Bán 2 ngày 2-3 ngày Còn có đúng 2 cái màu xanh Xanh lục Cực kỳ đẹp luôn Các bạn nhìn chưa Màu này mới là màu phê này Đấy, Các bạn nhìn chưa Màu này anh em nào mà Nhìn kỹ để biết Nó là đẹp Các bạn nhớ Qua này thì uh, uh, 2 SIM bản Mỹ Máy mới 99% 2 SIM 26 RAM 8 128 gb Chip 865 Có hỗ trợ 5G Ghiêm cổ quại Màu hình Amoled 6.7 inch Giá hiện tại em đang bán cho các bác là 5 triệu 600 nghìn tặng đầy đủ sạc cáp ống lưng giá màn hình S à, lốt 20 un à, lốt 25 g 5 triệu 6 các bạn nhé còn ngoài ra nếu bác nào mà cần một con bản mỹ hình ở à đây bản mỹ màu đen em còn một chiếc cũng 5 triệu 6 đây cũng là hàng đẹp 99 các bạn nhé đây còn màu đen còn một cây đấy ngoài cái hai cây màu xanh là còn một cây màu đen 5 triệu 6 ngoài ra thì nếu bác nào mà không quá quan trọng về hình thức thì các bác có thể chơi cho em cái loại này 4 triệu 8 cho đến 5 triệu hình thức của nó thì đương nhiên nó sẽ phe phải nhẹ một tí ở trên viền khung viền rồi các ai nhìn em quay cận cảnh này Đấy, nó sẽ quay nó sẽ có những cái vết hằn nhẹ một chút cái này thì chắc không phải hàn cái này đây cái này, cái này vết bẩn thôi Đấy, nói chung là tầm 97 nguyên zin nguyên bản 100 Đấy các có nhiêu viền vùng các kiểu ok chưa con này giá hiện tại em nó bán cho các bác là 5 triệu và 4 triệu 8 tặng đầy đủ sạc cáp ốc đơn giá màn hình tất cả các chức năng hoạt động ok Màn hình sáng đẹp trong veo của nhé Galaxy Note 20 5G bản Mỹ 4 triệu 8 còn ngoài ra thì em có đang có một cái lô lốt 20 g bản Hàn Quốc bản Hàn Quốc hình thức 98 đến 99 thì đang có giá 5 triệu 2 bản Hàn Quốc thì dùng một sim nhưng ngược lại cái bộ trong của nó sẽ là 256 gb các bác nhá Nếu bác nào mà dùng một sim thì các bác chơi cho em bản Hàn Quốc này cho em có màu đồng và màu đen Đấy, thì hình thức 98 đến 99 thì đang có giá là 5 triệu 5 triệu 200 nghìn phải nói các bác là bản Hàn Quốc này khá là ok về giá các bác nhá nhưng mà nó chỉ dùng được một sim thôi quay em máy điểm quay rất cận cảnh này có nhìn chưa sát chưa lét lèn lẹt chưa các bác có này thì gọi là hình thức rất đẹp các bạn nhìn chưa đẹp bút s pen loa kép sạc nhanh các kiểu đầy đủ con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 5 triệu 200 nghìn tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng giám màn hình của anh em đấy bản Hàn Quốc 256 gb một sim bản Hàn Quốc ngoài ra thì bản Hàn Quốc thì cái hàng 4 triệu 8 em còn một chiếc nữa hôm qua thì có hai chiếc thì có một bác đặt một chiếc rồi con này thì cũng tầm 97 phần trăm cũng không phải là dạng xấu quá nhá nhưng mà cây này thì em ba mua được rẻ để em bán rẻ cho các bác thôi các bác nhìn chưa ở cái dạng cũng khá là ngon nhưng mà nó có những cái vết phải vết cấn này thì không thể tránh được đâu các bác nhá Đấy, có những cái vết phải cấn nhẹ gọi là không đáng kể như này thì những cái vết này thì không thể tránh được một tổng quát con máy như này quá đẹp rồi mà hình to rộng 6,7 inch một sim 256 gb đây cây này còn chưa có chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt này cái ngôn ngữ tiếng Việt này thì bên em chỉ chuyển từ 6 đến 9 giây là xong thôi các bác nhá rất nhanh thôi đấy, các bác đếm thử xem bao nhiêu giây rồi chỉ từ 6 đến 9 giây là tất cả các ngôn ngữ này chuyển hết sang ngôn ngữ, ngôn ngữ tiếng Việt Các bạn nhìn đầy đủ tiếng Việt chưa Đấy thì con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 4 ,8 triệu 8 các bác nhé Một con giá một cái giá cực kỳ thơm luôn 4 triệu 800k Tặng đầy đủ sạc cáp ốc đường rắn màn hình Một cái sản phẩm tiếp theo xem nào ở à đây lốt 20 g lấy còn một à, lốt 20 Ultra, đấy còn con bản Hàn quên không giới thiệu này con này 7 triệu rưỡi này tất cả các chức năng ok 97 đấy một chim bản Hàn Quốc 256 gb 7 triệu rưỡi này lúc lấy quên không giới thiệu ở à đây còn một con máy S20 Ultra nó quên không giới thiệu các bác S20 Ultra Samsung Việt Nam 2 hai sim 26 hai Đấy, một con màu đen bản Việt Nam 2 sim 2 sóng RAM 12 trên bộ trong của nó là 128GB 2 sim 2 sóng hỗ trợ game của gọi các bạn nhé Một con G988B DS là đồ sim các bạn nhé 2 sim vật lý à, một phim vật lý và một eSIM sim và có hỗ trợ game của gọi RAM 12 camera 100X Con này 97% 6 triệu cây S20 Ultra Ngoài ra thì em còn một cây bản Hàn Quốc này Cây này thì của bản Hàn Quốc Bản Hàn Quốc thì cái bộ trong của nó nhiều Sẽ lên tới là 256GB Hình thức thì viền của nó được tầm 97% Mọi chức năng ok, màn hình sáng đẹp các bạn nhé Màn hình sáng trưng, đẹp trong veo, không ám mố, không lưu ảnh RAM 12, 256GB Bản Hàn Quốc, cây này giá cho các bác cũng 6 triệu nếu bác nào mà dùng hai sim các bác lựa chọn bản Việt Nam nhưng bản Việt Nam thì chỉ có một chai 8 g thôi còn nếu bác nào dùng một sim lựa chọn con màu xám này bản Hàn Quốc 256 g một SIM các bác nhá. Đấy pin 5.000 pin con này các bác đừng lo no về pin, quá trâu luôn. Và cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm viền hơn 5 triệu thì còn một con S21 5G. Màu tím mộng mơ, con này tầm 99% thôi chứ cũng không đẹp lắm. Đẹp có 99% bọ thôi các bác nhá. Màu tím mộng mơ viền vàng, máy gần như nét liền nẹ, nẹt luôn. Ba cam sau đèn flash này sạc nhanh no kép các kiểu đầy đủ luôn. Màn hình của nó là 6.2 inch, màn hình phẳng tràn viền. Ram của nó là 8 trên 128 g hai sim hai sóng hỗ trợ 5G. S215G nhỏ xinh xinh hình thức 9899 99%, 99 các bạn giá hiện tại em đang bán cho các bác cây này 5 triệu rưỡi các bạn nhé 5 triệu 500k và cái sản phẩm tiếp theo xem là trong cái tầm tiền hơn 4 củ đi hơn 4 củ khá là nhiều phải đầu tiên phải giới thiệu bác một cái lô mới về trong tầm tiền hơn 4 củ thì đầu tiên mới về chính là lốt a 10 Plus à, lốt 15 g mới về xong màu đa sắc màu đen và màu hồng lam tính hình thức máy tầm 97 Màn hình sáng đẹp trong veo, viền thì phe phải nhẹ một tí. Con này có lò kép có sạc nhanh các bác nhá. Và cái hay của con này chính là cái màn hình. Màn hình cong tràn viền 6.3 inch. Các bạn nhìn màn hình đẹp chưa? Đấy, màn hình cực kỳ phê luôn. Đấy, con này thì RAM 12 GB và bộ trong của nó là 256 GB. Đấy, giá hiện tại nó bán cho các bác là 4 ,2 triệu 2 các bác nhá. 4 triệu 200 000 là các bác đã mua được một con Galaxy Note 15G tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng giá màn hình sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền hơn, hơn 4 cổ nha thì chính là con Galaxy S10 5G. S10 5G đằng trước đằng sau của nó đều bằng kính là cái thứ nhất và con này là một trong mã máy rất hay. Màn hình của nó là màn hình 6,7 inch. Màn hình cong tràn viền độ phân giải màn hình 2K. Bộ ở trong là 256 g Giảm 8 g pin 4500, một sim bản Hàn Quốc coi nha. Nói chung là con này một sim nhưng mà được cái là cái pin trâu, màn hình to, thiết kế đẹp, trước sau đều bằng kính, tặng đầy đủ sạc cáp ống lưng giá màn hình. Cái loại này thì em bán rất nhiều cho các bác rồi hình thức thì cũng có phe phải nhẹ một tí xíu các bác nhá. Con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 4 triệu rưỡi, một con Galaxy S10 5G, hơn 4 củ là các bác đã được sở hữu rồi. Và trong cái tầm tiền hơn 4 củ thì em còn giới thiệu các bác một cái mã nữa chính là S20 FE 5G, bản Hàn Quốc các bác nhá. S20 FE bản Hàn Quốc này. Con này thì máy mới tầm 98 đến 99% và nguyên zin thì là zin 100%. Galaxy S20 FE có màu đen, màu xanh đen và màu màu trắng ngọc tờ ring các bác nhá. Hai con hàng A đẹp 98 đến 99%. Mọi chức năng hoạt động ok. Con này giá 4 ,2 triệu 2. Màn hình của nó là màn hình AMOLED 6,5 inch và cái tần số quét của màn hình là 120 Hz. Con này hàng mới về nên cả chưa chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt này. Cái này rất nhanh nha các bác nhá. Các bác hiết rồi. 6 đến 9 giây là đã chuyển xong rồi. RAM 6 GB, bộ trong là 128 GB. Chip của nó là chip Qualcomm Snapdragon 865, pin 4500 phiên bản Hàn Quốc có hỗ trợ 5G ghiêm của gọi đầy đủ các bác nhá. Con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 4 ,2 triệu Đấy, 4 2. 4 triệu 2 hàng A, màu xanh và màu trắng. Ngoài ra thì uh, 20 FE em còn hàng B cộng 3 ,8 triệu 8 các bác nhá. Cây này hàng B cộng 3 ,8 triệu 8 thì hình thức của nó này nó sẽ hơi xước sát vỏ một tí. Đây vỏ của nó sẽ hơi xước sát một tẹo. Nói chung đây, ví dụ như này. Đấy nó hơi cấn như này, cấn tẹo một tẹo các bác nhá. Có cái hàng A kia thì nó không bị cấn, hàng A này thì gần như vỏ vùng các kiểu nó ok chưa các bác. Đấy, đẹp hơn, nó không bị cấn như này các bác nhá. Đấy, nó bị cấn nhẹ một tí này thì gọi là hàng B cộng Con này thì hiện tại giá em đang bán cho các bác cây này là 3 triệu tám một con máy Galaxy S 20 mươi màn hình sáng trưng nha các bác nhá đẹp trong veo không ám bố không như ảnh tất cả các chức năng hoạt động ok màn hình ok hết và các chức năng ok hết chỉ có mỗi cái nó phải nhẹ tí viền thôi 3 triệu tám giá cực kỳ rẻ luôn để trải nghiệm một con máy ok và trong cái tầm tiền hơn 3 triệu thì em giới thiệu các bác Galaxy A 52 mươi một con máy màu tím mộng mơ và trong cái tầm tiền hơn 3 triệu thì con này quá ngon màn hình 120 mẹt chip Qualcomm có hỗ trợ loa kép sạc nhanh loa kép luôn các bác nhá đừng đùa luôn con này hai sim hay à, sorry bác một sim nếu mà hai sim thì chắc là bay như vũ bão con này một sim các bác nhá nhưng mà vẫn vẫn là tốc độ bay cũng rất là nhanh a 5 s gần như cứ về con nào hết sạch con đấy luôn có hỗ trợ 5 g này pin của nó bốn nghìn này màn hình amoled các bác nhìn màn hình của nó màu sắc cực kỳ đẹp luôn con này thì chip của nó chip đầu 7 anh em chip Qualcomm đầu bảy RAM 6 128GB, bản Hàn Quốc màu tím và màu đen, màu tím cây này 98% hàng A. 98 99% hàng A, 3 ,7 triệu 7. Còn con này thì 3 triệu rưỡi, màu đen huyền bí, có một cái vết xước ở đây. Đại loại là cũng khá đẹp nhưng có một cái vết xước như vậy. Thì cây này giá cho các bác 3 triệu rưỡi. Và trong cái tầm tiền mà hơn 3 củ tiếp theo thì em giới thiệu bác chính là con Galaxy M44. Con này thì 3 cam sau, một đèn flash, sạc nhanh. Đấy, vân tay các kiểu đầy đủ này, màn hình của nó là màn hình to. Nói chung con này về cái thiết kế thì cũng không được đẹp. Đấy, chỉ được cái mặt sau nhìn trông hầm hố thôi. Còn mặt trước thì nhìn trông nó cũng bình thường các bạn nhá. Nhưng mà được cái nó trâu, trâu bò ấy các bạn. Pin 5000. Đấy các bạn nhìn dung lượng pin của nó thì khủng khiếp rồi, 5000. Con này chắc dùng vài ngày mới hết pin. RAM thì là 6128GB, nói chung cấu hình cũng tương đối là ok. 6128GB pin 5000, 300 sau đèn flash giá 3,6 triệu các bạn nhá. 3 triệu 6 một con Samsung Galaxy M44 3 triệu 6 Và một con Samsung Galaxy A15 Máy mới 99 đến 100% RAM 128GB mà nó OLED 3 triệu rưỡi Con này A15 này các bác lấy cũng khá ok này Hơn 3 cổ này Đấy, mà bản Hàn Quốc hơn 3 cổ Con này quá ngon luôn Máy đẹp như một chiếc máy mới mà Màn hình OLED Đấy, một sim bản Hàn Quốc Cái này giá 3 triệu rưỡi Sản phẩm tiếp theo chính là con máy A24 Trong cái tầm tiền mà hơn 2 cổ thì A24 này cũng đẹp Con này thì máy mới cũng tầm 99% Đấy các bạn nhá Cũng 99% luôn Nguyên siêu viền đi đông chiếc bóng Đẹp keng A24 thiết kế đẹp, sang trọng hiện đại, màn hình của nó là rộng khoảng 6,5 inch. Cũng màn hình OLED, không phải màn hình LCD các bác nhá. Đấy, à, RAM thì là 4 GB, bộ trong là 128 GB. Nói chung là các bác dùng cơ bản, dùng người dùng cơ bản thì dùng con này ok. Được cái pin châu, thiết kế đẹp, pin 5000, giá cho các bác 3, 2 3 triệu 2 các bác nhá. 3 triệu 2, tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng giá màn hình. Sản phẩm tiếp theo Galaxy A71, phiên bản của Hàn Quốc, một cây hơi phân tầng siêu nhẹ, màn hình 6,7 inch, AMOLED RAM 8 128GB Cái này giá cho các bác là 3 triệu 2 các bác nhé Phân tầng cực kỳ mờ phía dưới Nói chung là như không phân các bác nhé Ám phân tầng như không phân tầng Các bác nhìn màn sáng đẹp chưa Cái loại này mà bán để bình thường các bác cũng chả biết được đâu Cái này giá cho các bác là 3 triệu 2 Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu bác Một số dòng ví dụ như A22 Plus này RAM 4 128GB 2 triệu 3 Đấy, pin 5000 22 Plus các bác nhé Thiết kế ok chưa Đấy, 2 triệu 300k Một con Galaxy A22 Plus Hình thức máy 98% Zin 100% Rồi A32 Plus Đấy lúc nãy là A22 Plus Còn đây là A32 Plus Nó rất lắm trò Con này thì 2 triệu 8 này RAM 4 128GB Vân tay bên cạnh màn hình to Đấy, Con này thì phù hợp cho các bác mua Và cho ông bà cha mẹ dùng thì Quá mướt mượt mượt luôn các bác nhá Tất cả các chức năng hoạt động bình thường 2 triệu 8 này Rồi à đây không quen này Còn quên cả hai cái mã này S20 Plus phiên bản Hàn Quốc 5 triệu 2 RAM 256 gb màn hình sáng đẹp trong veo các bạn nhé con này hàng mới về bi 4500 con này giá hiện tại là 5 triệu 2 một con cả hai con Galaxy S20 Plus nói chung con này thì thiết kế quá đẹp rồi 20 Plus màu trắng màu xanh giá cho các bác 5 triệu 2 còn một cái mã máy nữa mà trong cái tầm tiền mà hơn hai cổ thì quá ngon này đây chính là con Galaxy M23 M23 này thì, thì hàng đẹp 98% zin 100% các bác nhìn chưa thiết kế đẹp Loa con này rất to các bác nhá. Vân tay bên cạnh này, màu màu các bác đã nhìn màu gần như màu gạch ấy, các bạn gần như màu gạch ấy. Con này thì uh, thiết kế đẹp màn hình LCD nhưng mà tấm nền của nó hiển thị màu sắc rất chi tiết và đẹp các bác nhá. Con này thì RAM uh, 4 28 GB, pin 5000, giá thì hiện tại em đang bán cho các bác cây này M23 này với giá là 2 triệu 8 các bác nhá. 2,8 triệu. Và cái hai cái sản phẩm cuối cùng chính là con Galaxy A13. A13 RAM 4 trên 64 GB, màn hình to, pin trâu 5000, giá thì cho các bác là 2 triệu. Đấy, trong cái phân khúc mà hơn ai cổ đi cũng rất nhiều những cái lựa chọn để cho các bác lựa chọn cho các người già người lớn tuổi học sinh sinh viên các kiểu để dùng thì ok ngoài ra thì có con m 23 chính là sản phẩm cuối cùng trong clip hôm nay m 23 2 triệu tám các nhá hai triệu tám trăm k còn màu đen này thì hơi phải tí này còn con màu trắng này thì đẹp chín chín phần trăm hai triệu tám và hai triệu sáu tặng đầy đủ sạc cáp ốp đơn giá màn hình m 23 này được cái màn hình to pin châu năm nghìn ram bốn một hai tám g hai triệu tám và hai triệu sáu các nhá tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng gắn màn hình và đây cũng là con máy cuối cùng trong clip ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cho bác anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì bớt ra một giây cho em xin một nút đăng ký kênh và chốt trước nào nhắn tin zalo để đặt hàng các bác nhá ok clip của em hôm nay đến đây là kết thúc xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo